Em tên là Sejun và Hồ Lạ Ưn. Và hiện em đang là quản lý cho một công ty sản xuất ở Bình Dương. Và em năm nay 31 tuổi. 31? Dạ. Trời ơi, em trẻ quá vậy. Chị nhìn em, chị tưởng em cỡ 25, 26 thôi. Mời em. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận, chào quý vị khán giả. Dạ, em tên là Thái Hòa, năm nay em 27 tuổi. Hiện là em đang làm thiết kế cho một công ty thời trang có thương hiệu là Haiti Lifestyle Your Way. Thái Hòa là với Sejun là gặp nhau trong trường hợp như thế nào? Kể thì hơi dài một tí. Cách đây 4 năm thì trong một lần em đi gặp khách hàng ở quận nhất thì em, thật ra trước đó thì em không có dùng Zalo, nhưng mà tự nhiên hôm đó thì em mở Zalo lên thì tự nhiên anh này vào nhắn tin kêu: "Chào em, anh là người Hàn Quốc đang học tiếng Việt." Thì mới đầu em cũng hơi nghi ngờ, xong rồi vào xem hình ảnh của anh thì thấy mà rất là ngu và để tâm anh ngố, nhưng mà nhìn mắc cười lắm. Nên là em mới tò mò nhắn tin trả lời anh. Rồi khi nào mới hẹn đi cà phê? Nhắn tin cứ qua lại thì khoảng một tháng. Thì lúc đấy là vào Giáng sinh năm 2013 ấy chị. Thì em, tại vì em thấy là anh này ở Việt Nam một mình thì rất là buồn, nên là em muốn rủ đi chơi Giáng sinh cùng với nhau. Nên là em đã nhắn tin là anh có muốn đi chơi Giáng sinh chung với em không? Thì anh này đồng ý luôn. Thế là em hẹn anh là gặp nhau ở cà phê Trung Nguyên trên đường, trên chỗ vòng xoay Hàng Xanh ấy chị. Thì gặp nhau ở đó, anh này đến trước. Thì em tới gặp, tức là nhìn thấy chồng em nhận ra ngay. Tại vì mặt ngu quá. Lúc nào cũng ngu, dưới tình trạng ngu. Và ấn tượng ban đầu nữa là em tưởng anh là gay. Tại vì khép nếp giống như là cô gái nhút nhát, giống như gái mới về nhà chồng. Ồ vậy hả? Ngồi khép nếp như thế nào? Là nói chung là ngồi thế này rồi em ven tóc. Em ơi, tại vì cô bất ngờ là bởi vì cô bởi bất ngờ là ngồi thôi là đã muốn bị hiểu lầm rồi, còn vén tóc nữa. Anh Chun, bạn có thiệt là vén tóc không hay là em đùa? Em chỉ đùa thôi. Rồi còn em thì em nhìn thấy cô này thì em có ấn tượng đầu tiên là như thế nào? Lần đầu tiên em thấy vợ em vào quán cà phê là em thấy rồi. Em thấy vợ em nhưng mà nhìn bề ngoài là rất là nữ tính và xinh gái và mặt cũng đẹp. Em thấy là chắc là dám nói cũng sẽ mà như phụ nữ, đúng phụ nữ. Mà tự nhiên, nhưng mà sau khi nghe dám nói của vợ là em bất ngờ và vỡ mồm luôn. Tại sao vỡ mồm? Dám nói như trai. Và sau khi nghe dám nói như thế này là em hơi hết hồn và sợ luôn. Lúc đó em sợ là tại vì có phải cô này là chuyển đổi giới tính hay ta? Rồi. Bao lâu thì bắt đầu yêu nhau? Nhanh lắm. Nhanh là bao lâu, mấy tháng? Đúng một tuần sau, đúng đêm giao thừa. Trời ơi, tức là đúng đó. Trong dạ. Tức là tới Tây đó phải không? Dạ đúng rồi. À đó là Noel tới tới Tây. Dạ. Ai là người chủ động tỏ tình? Đúng 3 giờ sáng ngày 1 tháng 1 là năm mới, em sang nhà mà vợ em ở và đứng trước cổng và em alo vợ em là ra khỏi nhà đi, là em xuống trước cổng đi, anh tới rồi, anh đang đứng đợi em. Ra cái khúc này nó hơi gây cấn một tí là trước đó là em rủ anh qua nhà em thì để ăn tiệc giao thừa chung với bạn em, mà anh không qua. Anh đi chơi với bạn của anh. Mà lúc đấy em xỉn mất tiêu rồi thì anh gọi em xuống dưới nhà, xong rồi quay ra nói với em: "Em, anh không biết người Việt Nam tỏ tình như thế nào, nhưng mà anh chỉ muốn nói là anh thích em." Nói thế thôi. Xong rồi em thì lúc đấy hơi đơ một tí nhưng mà không phản ứng gì cả. Em chỉ nói là giờ em không có trả lời anh được. Xong rồi anh cứ ok, vậy thì cứ như vậy đi, rồi tính tiếp, sau này tính tiếp. Thì là tự nhiên quen luôn. Mà với Jun là quen nhau bao lâu rồi? Dạ 4 năm rồi. 4 năm. Dạ. Lấy nhau thì bao lâu? Dạ 6 tháng. Mới đây thôi đúng không? Dạ đúng. Như vậy là yêu nhau là 3 năm mấy? Dạ đúng. Vậy rồi. Thì trong thời gian đó có nhiều kỷ niệm gì về tình yêu, những kỷ niệm gì đáng nhớ không? Có một lần đám cưới em họ em ở dưới quê ấy, thì anh cũng về cùng. Em cứ nghĩ là
dưới quê thì đông người lạ này kia thì anh sẽ sợ, sẽ hơi ngại một tí. Nhưng mà thật ra xuống tới nhà em thì anh quậy banh nhà em luôn. Xuống là bắt ba mẹ em phải uống rượu mà quàng tay nhau uống rượu. Rồi đến lượt chú thì em cũng bị, các anh chị em cũng bị luôn. Rồi phải ôm nhau uống rượu làm đủ trò. Nói chung anh ép mọi người làm hết. Xong đến hồi một hồi sau tìm anh không thấy đâu hết trơn. Quay ra thấy đang đứng ở cửa chào nhà gái tiếp chuyện rồi này kia, trong khi giống như là đại diện vô lão trong nhà vậy. Rồi trong thời gian yêu nhau có cái gì trục trặc không? Dạ có. Ừ, có lần nào mà đòi chia tay nhau không? Thật ra có đúng một lần trong 4 năm. Có đúng một lần là cãi nhau đến mức mà chia tay. Lý do? Dạ, tại vì là lúc đấy tự nhiên nói là anh yêu, anh quen em nhưng mà thật ra là anh sẽ không bao giờ kết hôn. Lý do? Và em rất là giận. Lý do lúc đó là tại vì lúc đó em không có suy nghĩ là định cư ở đây, không có ý định là định cư ở đây. Và tại vì lúc đó kinh tế cũng không ổn định. Và cũng không biết là em chừng nào về Hàn Quốc lại. Thì tại vì mẹ vợ ở Hàn Quốc nên em không biết là chừng nào về. Nếu mà có việc thì em phải về. Vợ em giận hờn, giận rất là lớn mà. Dạ, xong rồi em đi về quê. Nhưng mà không biết sao anh liên lạc được với bố em và chị em. Rồi cứ nhắn tin với mọi người. Xong rồi em về quê thì thật ra nhà em rất là bênh. Anh cứ đổ lỗi là tại con dữ quá, rồi bắt nạt nó rồi này kia các thứ. Tất cả mọi tội lỗi là do em. Xong rồi mẹ em buồn khóc luôn. Dì em cũng vậy. Tiếc, tiếc con rể. Dạ. Lấy nhau được 6 tháng. Rồi. Đúng chưa? Thì hai bạn về ở chung nhà với nhau 6 tháng. Vậy thì có những cái tật xấu gì mà nó xì ra không? Là để em kể tất cả điểm xấu của vợ. Nhưng mà là cho kể cả nước Việt Nam biết. Là không có giải đâu, chỉ có hai điểm xấu. Thứ nhất là vợ em lười tan. Ở dơ. Bình thường là vợ em thì làm việc đến 11 giờ khuya, là 12 giờ khuya là mới về nhà. Em thấy vợ em mệt quá nên em cứ nói là vợ ơi, vợ cứ đi tắm trước đi. Đi tắm trước rồi là quay về là mình tắm chuyện nhá, mình tắm chuyện đã nhá. Mà vợ thì cứ lười tắm và anh ơi, nếu mà anh muốn em đi tắm, em muốn em đi tắm sớm thì anh đếm từ 1 đến 100 đi. Thế thì em mới chịu đi. Thế thì em cũng chịu được rồi, là em đếm từ 1, em đếm từ 1 đến 100. Rồi 1 2 3 đếm 100 rồi mà vợ em cũng bắt em hôn 100 cái nữa. Hôn 100 cái. Hôn 100 cái nữa là mới chịu đi. Rồi em không chịu được nữa rồi. Hôn 100 luôn, hôn 100 cái nữa luôn. Nhưng mà vợ cũng không chịu đi. Là lúc đó em cái gì? Mệt mỏi và tự nhiên khùng lên và giận lên thôi. Bây giờ đi, nếu mà em không đi tắm bây giờ là anh không tắm chuyện với em nữa. Và em mới chịu đi nữa. Mới chịu đi. Dạ. Tiếp tục đi Xuân. Điểm xấu thứ hai. Điểm xấu nữa hả? Điểm xấu thứ hai của vợ em là vợ em, tại vì vợ em thì vợ em làm nhà thiết kế thời trang. Nên có một bệnh nghề nghiệp. Bệnh nghề nghiệp. Dạ đúng rồi. Là mỗi lần, là cứ mỗi lần mà đi đám cưới hoặc là đi mà đi chỗ nào mà phải mặc đồ diện đẹp, diện đồ đẹp thì em tự lấy đồ và em mặc đồ. Chỉ mà em thấy đồ nào mà đẹp thì em mặc đồ. Rồi nhưng mà vợ em tự nhiên đứng ở xa xa rồi là nhìn qua một cái là vợ em nói anh gu thời trang của anh thế nào mà mặc đồ kiểu kỳ cục vậy. Nói như vậy. Em mặc đồ thế này là không đẹp hả? Rồi để em thay đồ nhá. Rồi em thay đồ một lần. Em thay đồ một lần nữa. Rồi là em cũng liếc mắt. Là quan sát ánh mắt của vợ. Là vợ em cũng quanh tay rồi là nhìn thế này và hay là để mắt em, mắt của anh là để trang trí thôi hả? Để trang trí thôi hả? Em mắt kiểu gì kỳ cục với em á. Nói như vậy nữa. Em cũng thay một lần nữa. Phải thay quần hay là phải thay áo ta? Rồi vợ ơi, nói cho vợ em lấy sẵn cho chồng cho mặc đi mà. Anh không có tay hay là không có chân hay là anh tự mặc đi. Thôi. Mà thay 10 lần xong nữa mà vợ em cũng không chịu luôn. Thế thì lúc tôi mới chịu đi lấy sẵn cho vợ, đi lấy sẵn cho chồng. Chồng mỗi lần mặc đồ mà khó chịu dữ. Dạ, vậy. Dạ đúng rồi, là mất một tiếng cãi rồi. Đi tới nơi chắc tại cưới tan hết rồi. Ôi trời ơi. Rồi bây giờ tới em đó Thái Hòa. Dạ. Thật ra là cái này thì em không biết có phải là tật xấu hay không, nhưng mà chồng em thì lúc nào cũng muốn nắm tay em. Đi đâu cũng nắm tay, nằm ngủ nghỉ, đi chơi, ngồi gì cũng nắm tay hết. Nên là
nhiều lúc là một bên thì nghe điện thoại nhưng mà tay thì nắm tay, nhưng mà tay này mà muốn làm gì đó thì lấy tay em kẹp nách xong rồi làm gì đó. hoặc là dùng lấy tay em, ví dụ ngứa chỗ nào đấy thì lấy tay em gãi, giống như là đồ à, tức là cái tay của em giống như đồ gãi, là cái đồ gãi, giống như đồ gãi lưng đó. Dễ thương, em hay vậy lắm. Xong rồi còn cái nữa là sợ dán. Em đang tắm trong nhà tắm thì nghe ở ngoài la làng lên, em không biết chuyện gì hết. Một xong tiếng là thất thanh. Một tiếng là thất thanh. Đi ra ngoài thì thấy đang ngồi trên giường. Em ơi, con dán kìa, con dán kìa. Trời ơi, chỉ đơn giản là lấy tờ khăn để bắt nó thôi, nhưng mà la làng như vậy. Rồi còn gì nữa không? Dạ. À, em nhớ ra một tật xấu của vợ em nữa. Là gì? Rồi bây giờ mới nhớ nó hả? Cắn mà, cắn mà bị bầm tím luôn. Chỗ, bây giờ thì chỗ này và chỗ này và chỗ nào ta, chỗ nào nữa ta, chỗ này nữa. chỉ thấy chỗ này không bị bầm tím luôn rồi. Trời ơi. Không phải cái này là tay nào nắng không bây giờ nè. Em mong muốn vợ em thay đổi gì? Muốn vợ em thay đổi hả? Ít cắn. Nói hơi dịu dàng nữa. Tại vì nó dịu dàng đó. Dạ đúng rồi, tại vì vợ em thường em luôn nào cũng dịu dàng mà. À, như vậy là giả tạo. Đúng là giả tạo. Thế còn em? Còn không muốn xả mình thay vợ thay đổi điều gì? Chỉ có một cái, đó là anh thì bình thường anh hay bám em lắm. Tức là về nhà không có chịu đi chơi với bạn, nhưng mà cứ bám lấy vợ thôi. Nhiều khi em thấy anh không có bạn rất là thấy thương. Nếu mà không, đúng rồi, rất là thương. Nếu mà không có em thì anh không có bạn để đi chơi. Em chỉ mong muốn là anh sẽ ra ngoài giao tiếp nhiều hơn. Open ra. Dạ đúng rồi. Thậm chí em rủ anh đi karaoke 3 năm trời anh mới chịu đi. Em năn nỉ 3 năm trời mới chịu đi. Nhưng mà hát rất là hay. Em có thể hát một câu, một đoạn nhạc nào đó để tặng chương trình và tặng đặc biệt cho Thái Hoài. Hát bài mà em. Thật ra em hát dở nhưng mà để em tặng cho một bài hát. Chắc là mình đứng lên mình hát đi cho nó dễ. Trời ơi, cuối cùng thì cũng chịu hát. Em yêu cầu 3 năm đi bạn, rất là yêu cầu có một chút thôi. Có nói về lời gì trước khi hát không? Em xin lỗi quý vị khán giả trước là em hát dở. 늘 혼자 외면하고 혼자 후회하고 늘 휘청거리면서 아닌 척을 해도 사랑이란 놈 그 놈 앞에서 언제나 난 늘 웃음거릴 뿐 사랑해 널 사랑해 불러도 대답 없는 멜로디 가슴이 멍들고 맘에 눈은 멀어도 다시 또 발길은 그 자리로 사랑해 널 사랑해 제멋대로 왔다가 자기 마음대로 떠나간다. 안 해 사랑해 사랑해 là anh yêu em phải không? Dạ đúng rồi. Đó. Đúc kết lại cái bài hát này là em tổng kết lại bằng một cái hành động gì đó. Saranghe đi. Đó. Ok. Thay mặt chương trình là tụi chị chúc tụi em lúc nào cũng hạnh phúc như thế này nha. Rất cảm ơn tụi em đã đến với chương trình. Cảm ơn Jun, cảm ơn Thái Hòa. Chúc nữa chúng ta sẽ gặp lại. Dạ. Rồi.